xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của liêm thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em chi tiết cái bước là tìm keyword vậy thì keyword là gì và trong cái quá trình mà chúng ta làm tiktok beta nhất định là chúng ta phải biết là được cái những cái keyword à, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em uh, chi tiết toàn bộ cái cách để chúng ta tìm cái keyword nó uh, hot và để làm tiktok beta các bạn nhé Vậy thì keyword là gì? Keyword là những cái từ khóa mà mình uh, có thể uh, tìm được khi mà chúng ta đăng sẽ có view ngay. Vậy thì uh, và cái chủ đề cái từ khóa đó là ít người làm. Vậy thì làm sao mà để chúng ta tìm được cái keyword uh, một cách chính xác? Thì bây giờ mình sẽ uh, vào cái phần uh, Google Trend nhé. Thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái Google Trend này. Đây, mình sẽ sử dụng Google Trend nhé. Thì ở đây sẽ có À, nếu mà bạn làm cái quốc gia nào thì bạn có thể tìm cái chủ đề chen của cái quốc gia đó ví dụ như là bạn làm về uh, Việt Nam đi đấy thì bạn có thể kéo xuống đây này đây, đây hiện tại bây giờ đang ở Việt Nam nhé đó thì uh, nó có một số cái từ khóa đây mình vào đây này mình bao dấu gạch này đó mình sẽ chọn một phần là trending now này đó thì đây là những cái uh, chủ đề và sự kiện hot trong vòng 24 giờ đó thì anh em có thể vào đây anh em có thể xem này đó vậy thì mình làm chủ đề nào thì mình có thể vào đây mình tìm kiếm được đó ví dụ chủ đề bóng đá này và hiện tại là có lượt bao nhiêu lượt tìm kiếm này ví dụ là chủ đề bóng đá sẽ có khoảng 10 người tìm kiếm đó thì sau khi mà chúng ta tìm được cái chủ đề hot rồi thì bây giờ các bước tiếp theo là chúng ta sẽ truy cập vào trong một số cái bài báo này đó chúng ta có thể tham khảo một số cái bài báo này và mình sẽ làm cái nội dung xoay quanh cái chủ đề đấy Đó Còn bây giờ nếu mà bạn nào mà làm được chủ đề nước ngoài Thì bây giờ cách tìm thì cũng rất là đơn giản thôi Thì chúng ta sẽ truy cập vào trong cái phần quốc gia này Đó Bây giờ mình sẽ tìm đến cái quốc gia mà mình đang làm nhá Ví dụ như anh em làm ở thị trường à, Rồi Đó anh em làm ở thị trường US đi Xem mà mình chọn là US này nó là trong cái khoảng thời gian ờ à, đây. Đó, thì trong đây sẽ có cái phần là à, những cái chủ đề hot này. Ừ, trong 24 giờ qua này, đó. Thì các bạn bạn có thể à, thì các bạn có thể vào đây các bạn tìm đó chủ đề hot. Vậy thì để khai thác những chủ đề thì ném nào. Thì chúng ta sẽ vào đây, ví dụ là những cái giải à, WWE đây đó chúng ta sẽ vào đây này, chúng ta tham khảo xem là họ viết những cái gì thì chúng ta có thể sử dụng đây, chúng ta có thể sử dụng những cái nội dung của bài báo này và chúng ta biên tập và chúng ta chỉnh sửa để làm một cái video. Sau đó là chúng ta sẽ đăng lên TikTok Beta. Đó. Rồi tiếp theo một cái nữa, một cái nguồn nữa các bạn có thể search được đây. Hiện tại bây giờ ví dụ một cái chủ đề đây. Anh em xem thời sự đúng không? thì hiện tại bây giờ thời sự thì có một số cái sự kiện hot ở bên Mỹ này. Ví dụ như là chủ đề về nhật thực toàn phần ở bên Mỹ chẳng hạn đúng không? Đó thì cái thời gian nó diễn ra vào ngày 18 tháng 4 đúng không? Vậy thì mình sẽ search cái từ khóa ở đây, nhật thực toàn phần này. Đó. Sau đó mình sẽ dịch ra này. Mình sẽ dịch ra tiếng Anh nhá. Đó, nếu mà mình làm thị trường Mỹ thì mình sẽ dịch trên tiếng Anh. Còn mình làm thị trường Pháp hay là thị trường nào thì chúng ta sẽ dịch ra cái thứ tiếng đấy nhá. Đó, sau đó mình sẽ copy này. Và mình sẽ vào đây mình sẽ dán vào thanh tìm kiếm của uh, YouTube này, nó mình tìm kiếm tất cả những cái, cái video có sẵn ở trên đây, đó các bạn có thể theo. thì ví dụ chủ đề này là được rất là nhiều người mỹ quan tâm, đó, chính vì vậy nên là anh em nào mà uh, xem được cái video này thì anh em nhanh chóng triển khai cái chủ đề này nhá, bởi vì chủ đề này là nó sẽ hot trong ngày mùng 8 tháng 4 đấy, đó. sự kiện này rất là hot đấy, thì đó gọi là keyword, vậy thì cách tìm keyword và những cái chủ đề khác nhau thì uh, anh em có thể một anh em có thể sử dụng cái công cụ Google Trend như mình vừa nói. Ấy. Đó, hai chúng ta có thể sử dụng cái phần uh, YouTube Trending này. Đó, ở phần Trending này như thế. Đó, mình kéo dưới này. Ở đây có chữ uh, Trending ở đây. Thì uh, mình có thể uh, chọn những cái chủ đề đây, Trending. Và nếu mà mình làm nước ngoài ấy, thì mình có thể uh, uh, fake cái id ip của mình có bên nước ngoài để mình tìm những chủ đề bên nước ngoài đang hot hiện tại nhá đó về uh, nhạc này về game này đó là những cái cái chủ đề nào mà uh, hot ấy thì uh, à, những cái video nào hot ấy thì nó sẽ xuất hiện ở trên đầu này đó thì chúng ta dựa vào đây để chúng ta làm cái tiktok beta thôi thì đó là cái cách để mình tìm một cái chủ đề mà hot trong vòng 24 giờ nhé ngoài ra thì em thể search ở trên thanh tìm kiếm của tiktok cũng được đó thì đó là một vài cách để chúng ta một vài gợi ý để chúng ta tìm được cái key hot ở trong cái nền tảng tiktok beta và mình nhấn mạnh lại với cho anh em là để mà thành công được trên tiktok beta ấy, thì bắt buộc là anh em phải tìm key nhá đó bắt buộc là anh em phải tìm được key và anh em phải nhanh chóng anh em bắt cái xu hướng hiện tại của cái tiktok là như thế nào đó để chúng ta phát triển một kênh nó sẽ nhanh chóng hơn. rồi thì đó là tất cả những gì mà mình chia sẻ cho anh em về cái phần key và ở những video tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái nữa về phần uh, gia tăng được cái doanh thu của kênh tiktok beta nhé và hiện tại rất có nhiều anh em đang uh, bị doanh thu nó bị giảm đột ngột đó ok thì đó là tất cả những gì mình muốn nói trong video này và nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ để lại cho mình một nút like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình. Một nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi